Yeah.
Đi thôi, chơi điều miếu ở đây rồi. Rồi thôi mình về cả nhà. Bye. Hả? Thì bánh in đi mua cho cô mà, cái nhà cũng được mà. Bánh nào cũng được. Không sao. Quay con chó hả? Chó chạy vô rồi. Thường thường cô lúc trước có bán bía của Mỹ Anh mà. Có không? Vậy là con mua chỗ nào ta? Bên kia quá, chắc bên đó à. Mỹ Anh đó anh. Thì em quay cái này nè anh không chịu hả? Hả? Không có, em review cái sập bánh đó mà. Em bên YouTube thì em quay lên thì anh không chịu thôi. Có sao không? À, cũng như em quay YouTube á. Em quay trên kênh YouTube á. Hả? Quang Nhân Vlog. À, anh gõ Quang Nhân Vlog gặp em. Em mới làm đây hả? 2-3 tháng hả anh? Quang Nhân Vlog. Đúng rồi, Quang Nhân. Đâu anh gõ tôi có hiện tên em không? Cô chú nào có về cái sách đó ghé tiệm bánh này ủng hộ nha. À đó đúng bé đó, thấy con bé là kênh của mình đó. Cho Nhân xin một đăng ký cho một like nha. Ok, cảm ơn bạn. Rồi mình ghé mình mua bánh cho cô rồi thôi cả nhà ơi, mình đi về đây. Anh hỏi em hết hồn luôn á. Hả? Anh tự nhiên anh hỏi em hết hồn luôn không biết trả lời sao. Thôi em về nghe anh. Dạ con chào cô, con về. Dạ. Ôi ôi. Mưa quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Về tới bà nội rồi, bây giờ mình về tới nhà bà nội mình nữa nghe cả nhà. Mưa quá trời luôn rồi. Đây mình nè cả nhà, đây là quê hương của mình nghe cả nhà. Đây mình về mình gặp chú mình, đây chú mình nè cả nhà ơi nè. Đây chú của mình nha, chú ruột của mình đó nha, chú thứ chín á. Ok. Em của mình nè cả nhà, đây là em của mình nha cả nhà, thấy giống không? Nếu giống cả nhà cho xin một like nha, để mình vô mình thăm bà nội.
Bà nội giờ bà đâu rồi? Bà nội ở đây hả? Nội ơi, con về thăm nội nè. Con Nhân nè. Bà nội cái này thấy bà nội ốm rồi nội. Hả? Con có mua cho nội 2 con cá lóc quá nội. Đây là nội của mình nghe cả nhà. Đây là bà nội của mình nè. Nội khỏe hả nội? Thì già rồi đi sao được nữa. Nội, nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 90 mấy? 99 hả? 92 mấy? 92. Gắn làm gì? Ờ à, để sao con sao con coi con gắn cái này nội. Làm ăn thua rồi nội ơi. Năm nay thua rồi. Từng làm được 4 ngày làm đủ ăn à nội. Thì mình đi về tới đi về đó mình về thăm bà nội mình nghe cả nhà, mình chưa có về tới nhà. Thì đây nội mình nè. Cho cả nhà thấy nội mình này. Nội mình nè, nội mình già lắm rồi. Nội mình 92 tuổi rồi nội mình nè. Đó, nội mình nằm ở đây nè. Đây là bà nội của mình nha. Rồi. Thôi. Nhân xin phép nhân lần sau chút xíu rồi con đi nghe nội, con lần sau chút nghe nội. Đâu con gắn đâu? Trời đất ơi. Sao bắt được vậy? Cả nhà ơi, bây giờ mình đi về tới dưới quê tới nội rồi mà gặp thằng em của mình á, em của mình nó bắt được con rắn. Quá trời con rắn luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Hả? Nó đâu có đập. Trời đất ơi, nó chiếu chiếu luôn. Tưởng nó con nó đập. Nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi. Khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Cô chú ơi, có thấy con rắn không cô chú? Quá trời con rắn luôn rồi, rắn này khoảng cỡ mấy lạng thế? Trời ơi, con rắn này 1 kg mốt luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Chắc... con này thì nhỏ. Là... làm sao em bắt được hay vậy? Đặt lộn hả? Vì sau này anh thất nghiệp mình về quê anh em mình đi quay cái này nè, đặt nha. Con này nó cũng như nó hơi yếu rồi nè. Đây thím của mình nha cả nhà. Ô con này yếu quá rồi. Ôi rồi, đã rồi. Chưa? Đó, con này yếu rồi. Ôi rồi. Nè con này yếu rồi nè nha. Nè con này yếu rồi, con này nó lột hay gì á? Không, con này nó bị mắc lột, mắc vô cái nhà. Đó, đó rồi. Rồi, cho vô bao đi. Rồi vô. Mai gặp ông gì? Ông lộm hả? Trời, nó ký được ký được nhiêu? Không biết ký được lâu. Nhiêu nó hỏi giờ chín đâu có canh đâu con. Lâu quá hả? Ừ. Ý, nó ỉa kìa ôi. Thì nó ỉa chứ. Làm xấu. Nó ỉa mà nó hôi nữa. Ừ, nó hôi không? Một thời con đã từng bắt nó. Quý đâu chú? Quý con đi làm hả? Đi làm. Trời, con về tới bờ sông Quán mưa. Xu đâu ơi? Có con đen nè. Đem nè anh ơi. Ôi ôi con chó thấy cưng không cả nhà? Cả nhà thấy cưng không? Nè, đó. Thấy chưa? Hồi nãy ở ngoài tính con chó nó rung. Đúng hả? Rung. Ê mà ăn đồ ăn ngon không nó nghe con. Ôi ôi chó này đẹp quá cả nhà ơi. Nè đó. Đó. Kìa. Sợ con? Sợ hả? Gần, sợ chú Bảy bữa nay không thấy ổng hả? Ờ, chú con bữa nay đi chạy xe gì chạy rồi. Xe hả? Ừ, chạy xe. Hôm có đi đúng không? Chỗ nào? Hả? Có sao đâu, bình thường. Đây, thiếu của mình nè. Hello, đó, thấy chưa? Hello. Thiếu của mình nghe, chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Nhân về tới Sóc Trăng, Nhân đã về tới nhà của bà nội mình rồi nghe. Nhân đã thăm bà nội rồi. Và chắc có lẽ là chiều nay Nhân sẽ rất là dễ thương luôn. Còn không?
Rồi thôi bây giờ em bị mịp mình đã về tới quê của mình rồi nha, nhà của mình đây. Em ơi ba về nào, ba về nào. Mình đâu có về đây hả? Lậu nó đổ hồi nào ba? Mới đổ ngày qua thôi hả? Rồi làm lậu rộng rồi ha. Em ơi nè, thấy không, mấy em này nhưng mà có một em là nó không có mến mình nha, đi đâu về thì nó cũng phải ngừ á, nó em đó đó. Có mấy lần sao con điện ba không bắt máy? Ai cũng biết ở đâu rồi tao. Bấm vô sao nó không có trả lời bị lúc đó. Không gài cái máy nó kẹt nữa. Vậy hả? Chạy chương trình sửa lại. Thôi ráng đi, chừng Tết chừng nào có tiền con mua cho cái chứ giờ con cũng chưa. Tính mua cho ba cái mà chưa. Năm nay tự nhiên làm ăn không được. Bây giờ là tình hình công nhân này mình không được nữa. Không được ba. Bây giờ mày xin giấy thôi việc gì đi. Con sắp xếp đem xu cho nó hết học coi. Con không biết. Mấy ông đó không biết. Tụi mình đã về tới nhà của mình rồi nghe cả nhà. Ba của mình đây. Bây giờ nhà mình chỉ vậy thôi mà, chỉ có ba mình ở nhà thôi. Mình đi làm thì suốt ngày chỉ có ba mình ở nhà, ổng lanh quanh ba cái giường vậy nè. Ba xài đốn hết hả ba? Bán củi hả? Vô nhà đi con. Bán củi rồi được nhiêu tiền ba? Được triệu mấy gì? Triệu mấy hả? Đi đám ba thiệu cho nó ra hết rồi. Lúc đó là ngay đám ma chú ba hả? Mới vừa bán nhà nó vừa xong bữa nay mời lắm mà. Thì nghe tin chú ba mất hả? Vừa bán xong thì nghe tin chú ba mất thì cũng có số tiền nó đi hả? Trời. Thôi. Giờ con cũng không biết sao. Kệ đi. Tới rồi nó khổ. Khổ hay ba? Nó siết á. Tự nhiên ba có thấy cái vụ núi Bà Đen hả? Không phải núi Bà Đen, bên Cồn mà cái vụ mà tự nhiên nó sụp đất nó đổ xuống, ba có thấy không? Ba thấy chưa? Ở bên Vĩnh Long. Không biết bên chỗ nào con chưa mà nó đã sụp xuống hết trơn luôn. Tự nhiên nó mất một khu vực đó sáng cuốc gì đậu trên bờ nó cũng ụp xuống. Quyện Long Hồ. Long Hồ hả? Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Vậy 12 căn nhà đi xuống sông trời. À đó đó. Đi xuống sông. Chị rồi không gặp ba ở nhà mình nên hả? Đâu có ai đâu hả? Mình đi xuống dưới nó làm gì, dưới nó ở dưới không chứ đâu về đây rồi. Có đám tiệc gì thì nó mới về đây. Đám vỗ, đám tôi rồi nó mời. Rồi, Nhân đã Nhân đã về tới nhà của Nhân rồi. Cả nhà. Đây là nhà của Nhân. Nhà của ông già của Nhân thì cũng như là nhà của Nhân. Đây, Nhân đã về tới nhà rồi. Thì Nhân xin phép Nhân. Nhân đốt cho ông bà, cho mẹ một nén hương. Yeah.
bởi vì hồi giờ mình về xong thăm cả nhà chút xíu rồi thăm ba mình chút xíu rồi mình cũng phải đi cả nhà ơi. Thôi con đi nha ba. Nãy con có đốt nhang cho má với của Quyền rồi. Con đi. Ba ở nhà vui khỏe nha. Con tự điện ba mấy lần không được, con tưởng nó có gì. Bữa nay con hạnh này tao điện cho nó một cái. Rồi cái nó điện lại bắt không được, bắt nó hư. Dạ. Thôi. Bây giờ con đi nha ba. Thôi bây giờ mình sẽ quay về Sài Gòn cả nhà ơi. Mình đi về lại Sài Gòn. Lên được không? Hôm nay nó làm cái lộ cái nha. Bỏ dép đi. Mang dép đó làm sao đi được? Dép đó ở đâu vậy? Mẹ. Mày đau chân cho nên đi mượn dép kìa. Trời ơi. Sáng giờ con mình học bài mà chưa xong á. Học riết thì tăng đi về Sài Gòn con. Xong rồi cha. Hả? Xong chưa? Còn xong chưa? Xong. Lâu lắm, tính toán mày lâu lắm nên tính là tấu yếu vậy ta. Đây là nhà của bên vợ mình nghe cả nhà. Nhân đã về tới bên vợ rồi. Bây giờ Nhân sẽ sắp xếp đi về Sài Gòn. Ngày mai con của mình nó sẽ học nữa cả nhà ơi. Về một công 2-3 chuyện luôn. Đám rồi sẵn thăm mẹ luôn. Mẹ vợ mình ở bệnh cho nên mình xa quá mình đâu có về được. Mẹ của mình bây giờ gì cộng cho ba chứ sao 35 ba lâu cho bảy nữa té là cái gì rồi 30 gram rồi nè một mỗi quả trứng con nặng 30 gram rồi hỏi ba đó ba phải lấy 80 chia ba ủa quay cái này được đây ba mươi thôi ba thôi ba có 12 hỏi ba có đi nặng trời nắng tranh thủ học cho rồi đi đăng về ngày mai là đi học rồi con mình nó học xong là mình chuẩn bị mình đi nha cả nhà chắc khoảng có 10 giờ mình đi rồi Nhân chắc cũng sẽ đi về Sài Gòn cả nhà bây giờ Nhân review cho các bạn xem giường ở của ông già vợ mình nghe. Ông già vợ mình trồng chanh, sầu riêng mít chết hết đây. Đây. Đây là vườn. Xịt chưa cha? Xịt chưa? Sao vậy?
Ông già vợ mình ông đang xịt chanh thuốc cho chanh cả nhà ơi. Nắng quá. Nó nghẹt hả? Chanh không phải đây đây chút. Chanh sầu riêng mít. Xịt cỡ 1 tiếng không cha? Tiếng hồ hả? Tiếng giờ bây giờ 10 giờ rồi. Lên ga chưa? Gọi giật đi, giật cho chạy đi, cha chỉnh. Thank you.